Các bạn đã từng thấy một ứng dụng nào làm mình hoảng sợ khi sử dụng chưa? Mình là Tofu, hôm nay sẽ cho mọi người thấy điều vô lý này. Ứng dụng tử thần Countdown app. Những người này đang tụ họp, tình cờ họ phát hiện ra một ứng dụng đếm ngược. Nó có thể tính chính xác thời gian một người sẽ chết. Có người còn sống được 63 năm, có người còn sống được 32 năm. Cô gái này không hề vui vì cô chỉ còn sống được 3 tiếng nữa. Tuy đó chỉ là một ứng dụng nhưng cũng khiến tâm trạng của cô đột nhiên trở nên tồi tệ. Bạn trai của cô đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn cố chấp lái xe đưa cô về nhà. Cô gái nhớ ra lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe, vậy nên quyết định tự đi về nhà. Lúc này điện thoại thông báo bạn đã làm trái với thỏa thuận người dùng. Cô chỉ còn sống được trong 7 phút. Đường về nhà hôm nay rất lạ, không biết ai xếp thùng rác thành hình con người. Cô cảm thấy sau lưng có bóng đen vụt qua liền vội vã chạy về nhà. Thời gian chỉ còn 1 phút 45 giây. Phía sau tấm rèm hình như đang có người. Cô mở rèm ra nhìn nhưng lại không phát hiện gì cả. Vừa uống được ngụm nước để bình tĩnh trở lại thì tấm rèm vừa mở ra đã tự động đóng lại. Tiếp theo một sức mạnh kỳ lạ kéo cô lên không trung. Tiếng la hét vùng vẫy dữ dội vang lên giữa căn phòng. Chẳng mấy chốc cơ thể cô rơi xuống từ trần nhà, gáy đập vào thành bồn tắm, cô chết ngay lập tức. Đếm ngược vừa lúc về 0 giây. Trong một diễn biến khác, người bạn trai uống rượu lái xe về gặp tai nạn. Một cành cây xuyên qua ghế phó lái, xem ra anh ta không tránh khỏi cái chết. Cô gái tóc vàng này là một điều dưỡng. Anh chàng tối qua bị đụng xe đang ở trong phòng bệnh của cô. Vừa nhìn qua tình trạng của anh ta không mấy tốt lắm, bởi vì anh ta cũng đã tải ứng dụng đếm ngược giờ tử vong. Thời gian chỉ còn 19 giờ nữa. Cái chết của người bạn gái khiến anh ta không thể không tin tính chân thật của ứng dụng. Chẳng mấy chốc tin tức này được phát tán trong bệnh viện. Mọi người đều biết, họ luôn vô cùng tò mò về những tin đồn. Không ít người bị thu hút muốn thử xem. Tại ứng dụng này, anh chàng tóc xoăn này có thể sống đến năm 87 tuổi. Bác sĩ chính có thể sống đến 95 tuổi. Cô gái tóc vàng cũng tải ứng dụng về, nhưng cô chỉ còn sống được 3 ngày. Ngày thứ 2, anh chàng bị đụng xe ngồi ngay người nhìn điện thoại. Bây giờ thời gian của anh chỉ còn lại 3 phút. Điều dưỡng thông báo với anh ta sẽ làm phẫu thuật ngay. Anh ta lập tức bừng tỉnh, nguyên nhân cái chết của anh ta chắc chắn là do làm phẫu thuật. Vậy nên anh ta chống nạn muốn chạy trốn. Lúc này điện thoại phát ra thông báo cảnh cáo, bạn đã vi phạm thỏa thuận người dùng. Thông qua tấm kính ở hành lang, anh ta nhìn thấy bóng đen của thần chết. Anh ta bị dọa đến mức vội vàng chạy đi. Một ứng dụng tính thời gian tử vong của bản thân bỗng trở nên siêu hot. Hôm qua bạn gái của anh ta mới chết, hôm nay đã đến lượt anh ta. Thông qua tấm gương ở bệnh viện, anh ta thấy thần chết đã đuổi theo mình. Khó khăn lắm mới trốn được vào cầu thang thoát hiểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dữ dội. Đèn cầu thang cũng đột nhiên tắt ngấm. Thời gian chỉ còn 1 phút rưỡi. Anh ta sợ hãi nhìn xuống dưới cầu thang. Dưới đó dường như có thứ gì đó. Ngẩng đầu lên, anh ta đột nhiên phát hiện trên lầu có một người đang đứng. Anh ta bị dọa đến mức ngã quỵ xuống. Đến điện thoại cũng rơi xuống. Đếm ngược chỉ còn 4 giây. Anh ta bị người trên lầu ném xuống. Khi chạm đất, đồng hồ vừa hay điểm về số 0. Cô gái tóc vàng biết được chuyện anh ta chết liền sợ hãi. Nếu như đếm ngược là có thật, thì thời gian của cô cũng không còn nhiều. Nhìn thấy thời gian còn không đến 2 ngày, cô gái tóc vàng hủy hết mọi cuộc hẹn. Cô chuẩn bị ở suốt trong nhà 2 ngày tiếp theo không đi đâu cả. Không ra khỏi nhà thì sẽ an toàn. Nhưng cô cũng nhận được một dòng thông báo, bạn đã vi phạm thỏa thuận người dùng. Cô gái tóc vàng nghĩ đến chuyện có thể xóa ứng dụng hay không, liền dùng hết tiền trong tài khoản. Tâm trạng muốn tải ví điện tử cũng không có, nhưng đương nhiên ứng dụng này không thể xóa được. Cô lại lên mạng tìm tư liệu, thuận tay mở ra một đường link video. Cô gái trong video dường như đã nhìn thấy thứ gì đó ô uế, sợ hãi hét lớn. Sau đó video đột nhiên dừng lại, cô gái tóc vàng cảm thấy trong phòng có thứ gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bóng ma, cô sợ chết khiếp. Hóa ra là ảo giác, cô tức giận ném vỡ điện thoại. Sau đó chạy vào xe trốn một đêm. Buổi sáng cô bị em gái gọi tỉnh, hai người trở về phòng, điện thoại bị đập vỡ tối qua. Thế mà vẫn đang hiển thị thời gian tử vong điểm ngược. Cô em hiếu kỳ cũng tải app, nhưng lập tức bị chị mình ngăn lại. Cô em cảm thấy chị mình cứ sợ hãi vô căn cứ. Nếu như không thể xóa ứng dụng thì đổi điện thoại là được. Cô gái tóc vàng đến cửa hàng điện thoại, kiểm tra đi kiểm tra lại. Thấy điện thoại mới không có vấn đề gì mới trả tiền. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại rung chuông tự động tải thành công ứng dụng đếm ngược. Cô bèn uống rượu để vơi đi nỗi buồn. Ở đây cô gặp Matt. Matt cũng đã tải ứng dụng đếm ngược giờ tử vong. Thời gian thậm chí còn ít hơn cô gái tóc vàng. Hai người nói chuyện, chợt nghĩ ra một biện pháp hay để phá giải lời nguyền. Thâm nhập vào thay đổi thời gian tử vong không phải xong rồi sao? Cô gái tóc vàng tải ứng dụng đếm ngược giờ tử vong. Cô liền đổi điện thoại. Kết quả điện thoại lại tự động cài đặt ứng dụng. Vậy nên cô nghĩ đến chuyện xâm nhập dữ liệu sao lưu của ứng dụng. Kỹ thuật của chủ tiệm điện thoại rất tốt. Chẳng mấy chốc đã xâm nhập vào dữ liệu sao lưu của điện thoại. Ở đây đã hiển thị thời gian tử vong của tất cả mọi người. Chủ tiệm tùy tiện gõ phím một lát, thời gian của ông còn tới 60 năm, xem ra cách xử lý này thật sự có hiệu quả. Cô gái tóc vàng phát hiện em gái cũng đã tải ứng dụng,
thời gian tử vong còn sớm hơn cả cô. Vậy nên cô nhờ chủ tiệm tiện tay đổi thời gian của em gái. Cuối cùng cũng giải quyết được mối lo về ứng dụng đếm ngược. Hai người trải qua sống chết trở thành tri kỷ. Nửa đêm, cô gái tóc vàng đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện có ai đó ngoài cửa. Cô muốn gọi Matt bên cạnh dậy, nhưng Matt không hề động đậy. Cửa mở, Matt đứng đó. Nếu như đó là Matt, thì người bên cạnh cô là ai? Cô gái tóc vàng hoảng hốt bò dậy, nhưng phát hiện trên giường không có gì hết. Điện thoại vang lên lần nữa. Thời gian tử vong đã khôi phục như ban đầu. Hai người cùng nhau tìm đến một cha xứ. Cha xứ nói đây là một lời nguyền. Có hai cách để hóa giải: chết trước hoặc sống sau khi thời gian đếm ngược kết thúc. Cha xứ dùng muối vẽ giúp họ một vòng tròn. Như vậy, ác quỷ sẽ không thể đến gần họ. Thời gian của Matt chỉ còn 2 phút rưỡi. Đèn dần tắt. Phương pháp của cha xứ quả nhiên hiệu nghiệm. Quỷ dữ bị chặn bên ngoài, không thể làm hại Matt. Nhưng quỷ dữ lại dùng cách khác đánh lừa Matt đi ra khỏi vòng tròn. Chỉ cách khoảng có nửa bước chân, Matt đã chết. Cô gái tóc vàng đưa em gái đang bị thương đến bệnh viện. Nhìn thấy bác sĩ đã từng quấy rối mình, trong lòng cô liền bày mưu. Bác sĩ nọ cũng đã tải ứng dụng. Nếu như bây giờ anh ta chết đi, lời nguyền sẽ được phá giải. Cô gái tóc vàng lừa bác sĩ đến phòng bệnh bị bỏ hoang, đập ngã anh ta. Đúng lúc cô chuẩn bị giết chết anh ta, bác sĩ bị một sức mạnh thần bí kéo đi. Ác quỷ đã cứu anh ta. Ở một diễn biến khác, cô em băng bó xong liền đi tìm cô chị. Thời gian của cô còn 2 phút, ác quỷ tìm thấy cô, chuẩn bị giày vò cô đến chết. May mà cô chị đến kịp, cô chọn kết thúc lời nguyền của mình trước. Một lượng thuốc phiện lớn đã kết thúc sinh mạng của cô gái tóc vàng. Ác quỷ cũng vì thế mà hồn tiêu phách tán. Trò chơi đếm ngược cuối cùng cũng kết thúc. Cô chị chết rồi sao? Không hề, cô em đến bên chị. Người chị để lại thuốc giải, đồng thời đánh dấu vị trí tim ban nãy. Cô em bơm thuốc giải vào vị trí được đánh dấu. Cô gái tóc vàng thật sự tỉnh lại. Đến cuối phim, cô gái đi dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Lúc này điện thoại cô đột nhiên có 2 tin nhắn. Ứng dụng đếm ngược 2.0 tự động cài đặt thành công. Hi, fan của Tofu. Hiện tại team Tofu mình đang thiếu nhân sự nên không thể sản xuất được nhiều phim cho các bạn xem. Các bạn hãy đón xem phim mới vào khung giờ từ 17 cho tới 21 giờ. Vào các khung giờ khác thì team mình sẽ re-up lại cho fan mới. Mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ like, share và follow trang của Tofu để ủng hộ team mình nha.